nhưng bán chạy gấp đôi so với năm ngoái. Theo một báo cáo mới đây từ Bloomberg, doanh số của những chiếc tai nghe AirPods do Apple sản xuất dự kiến sẽ vượt qua mốc 60 triệu, cao gấp đôi so với năm ngoái. Trong đó, chiếc tai nghe AirPods Pro mới ra mắt, với khả năng khử tiếng ồn và chống nước, đã bất ngờ được người tiêu dùng đón nhận lớn hơn kỳ vọng. AirPods lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 12 năm 2016. Trong năm 2019, Apple quyết định đẩy mạnh dòng sản phẩm này, với việc tung ra thêm hai mẫu AirPods chỉ sau 7 tháng. Điều này ngay lập tức minh chứng là nước đi khôn ngoan của CEO Tim Cook. Cụ thể trong quý 4, tổng doanh thu của nhóm phụ kiện, bao gồm cả Apple Watch, AirPods, Beats, HomePod và Apple TV, đã đạt mức $6.5 tỷ, tăng 54% so với năm ngoái.